Khoảng 160 lính cứu hỏa Nga đã nhảy dù và đáp xuống khu vực xảy ra cháy rừng tại công viên tự nhiên Lenak Pilas thuộc vùng Yakutia ở phía đông Siberia, mang theo bình cứu hỏa chuyên dụng cùng các công cụ khác để dập tắt đám cháy. Cơ quan lâm nghiệp liên bang ngày hôm qua báo cáo có 207 vụ cháy rừng đang hoạt động trong khu vực này, trên diện tích hơn 709.000 ha. Các đám cháy bùng phát tại các khu rừng của Nga hàng năm, nhưng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây, trong bối cảnh nhiệt độ cao bất thường ở khu vực này.